ơi, bác sĩ ơi, em gấp lắm rồi bác sĩ ơi. Anh à, đang nước sao kê? Bộ em mắc kê lắm hả? Em muốn làm chị của một chị. Vậy bây giờ quan trọng là em muốn làm những gì? Tức là em muốn trẻ hóa toàn diện khuôn mặt của em đúng không? Đúng đúng đúng, nhưng mà làm sao mà em có thể vừa kết hợp chỉ vừa kết hợp một chỉ luôn bác sĩ? Đối với chỉ video thì thường sẽ dành cho những cái vùng da lớn như là đường viền hàm, đường đỉnh mũi hay là vùng gò má của chúng ta cần cái độ nâng cơ được nhiều hơn. Nên vì vậy trong những trường hợp gọi là đại trùng tu thì chúng ta sẽ sử dụng chỉ video dành cho những cái trường hợp đấy. Còn đối với một chỉ video thì sẽ phù hợp với những cái vùng da nhạy cảm ở trên khuôn mặt, cần cái độ chỉnh hình tỉ mỉ và tinh tế như là vùng hõm mắt, hõm trán hoặc là hõm thái dương của chúng ta. Sau khi mà chúng ta điều trị với một chỉ video thì sẽ gia tăng được độ đàn hồi, tăng sinh được chất lượng collagen và làm săn chắc ở cái vùng da đấy. Vậy là những theo nhu cầu cũng như là tình trạng vùng da của mình mà mình có thể lựa chọn chỉ, bột chỉ hay là mình kết hợp cả hai luôn đúng không bác sĩ? Điều này đúng nha. Tức là chúng ta vẫn nên kết hợp cả chỉ và một chỉ trong cùng một liệu trình để giúp cho cái quá trình trẻ hóa của chúng ta được toàn diện. Chỉ video thì sẽ giúp căng kéo và định hình ở những cái vùng lớn. Chỉ video thì sẽ giúp định hình ở những cái vùng nhỏ trên khuôn mặt của chúng ta, mang lại cái kết quả được tối ưu và dài lâu. Vậy giờ mình vào việc ngay đúng không bác sĩ? Vào việc ngay thôi em ơi. Nâng cơ, trẻ hóa, theo dõi Ultravi để biết thêm thông tin từ ATA các phương pháp làm đẹp hiện nay.